Nam mô ta sa va ga va tu a ra tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa va ga va tu a ra tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa va ga va tu A la ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, xin hoan hỷ cho con biết, khi một cư sĩ nữ muốn xuất gia cần những điều kiện gì, và sau khi xuất gia sự tu học của nữ tu như thế nào? Sư có nhận đệ tử nữ tu xuất gia không? Xin sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết, Phật tử có được đi trên thảm đỏ giữa thiền viện hay chỉ có quý sư thôi, vì con có nghe quý thầy giảng những nơi nào dành cho chư tăng Phật tử không được đi lên đó. Vậy ở thiền viện này con thấy có rất nhiều thiền sinh đi lên thảm đỏ như vậy, có tội gì không? Thứ nhất là khi mà người nữ xuất gia thì cũng nên có sự đồng ý của cha mẹ, nếu như còn có cha mẹ, hoặc nếu như có chồng thì cần phải giải quyết thủ tục trước khi mà đi vào, tránh cái chuyện là mình đi xuất gia rồi mà sau này còn lên tòa làm cái giấy ly hôn, nó kỳ khôi lắm. Cần cái cha mẹ cho phép, nếu như còn cha mẹ. Và khi mà đi á, khi đi xuất gia thì tốt nhất nên có một người thân để bảo lãnh. Nếu như mà mình còn trẻ thì nên có một người thân, người đó có thể là cô, dì, chú, bác, để có một người liên hệ với gia đình á. Trong một số trường hợp nếu cần thiết thì nhà chùa còn có người để mà liên hệ. Khi mà xuất gia thì cần những điều kiện như là tỉnh táo, tinh thần không có vấn đề, sức khỏe thì cũng tương đối một tí. Tại vì nữ tu xuất gia rồi mà bệnh hoạn quá nhiều á thì rất khó để mà tu, bởi vì các sư thì đâu thể chăm sóc cho quý vị được khi mà quý vị bị bệnh như thế. Còn sư thì hiện tại sư đang ở thiền viện Nguyên Thủy, thì hiện tại thiền viện Nguyên Thủy có nhận người nữ xuất gia, thành ra nếu như mà quý vị có nhu cầu thì cả nam lẫn nữ thì có thể liên hệ đăng ký ở dưới bàn ban tổ chức, và sư sẽ xem xét và thông báo lại khi kết thúc khóa thiền. Bên cạnh đó thì ngày 2 tháng 4 có khóa xuất gia gieo duyên tổ chức tại Thiền viện Nguyên Thủy ở Cát Lái, Thủ Đức. Ở khóa xuất gia gieo duyên này quý vị sẽ trải nghiệm là đời sống của một vị tu sĩ là sẽ như thế nào. Sư báo trước là ở khóa xuất gia gieo duyên thì sẽ không có ai phục vụ, tức là không có những bạn trong ban tổ chức hộ thiền rồi phụng sự để phục vụ quý vị. Tại khi đó sư sẽ cư xử như là quý vị là những người xuất gia chính thức. Mà đã xuất gia chính thức thì mình sẽ phải tự phục vụ, và mình sẽ sinh hoạt như là người tu bình thường luôn. Và trước mắt á, thì nếu như mà người nữ muốn đăng ký xuất gia gieo duyên thì sư báo trước là vẫn phải cạo đầu, thành ra chuẩn bị tâm lý kỹ. Và cái thứ hai là người nữ nếu xuất gia gieo duyên thì cần tự chuẩn bị y áo và bát. Tại vì hiện tại chưa có kinh phí,
để có thể may y cho tu nữ. Một phần là không biết là bao nhiêu người đăng ký, một phần là người nữ, cái y tu nữ không giống như y tu sĩ. Y tu sĩ xuất gia sa di thì nó dễ lắm, y phục cái y trừ khi nào nó quá, tức là nó quá nhỏ hoặc quá lớn thì mới không đắp được thôi. Còn ngoài ra thì nó lớn một tí xíu hoặc nó nhỏ một tí xíu thì vẫn được. Còn phụ nữ thì nó có cái form á, cho nên là may rất khó, may sẵn thì không biết may như thế nào. Thành ra là tốt nhất là chỉ có tự chuẩn bị, đi mượn cái mẫu, rồi đi ra ngoài những cái tiệm may đặt họ may, hoặc là xin của mấy cô tu nữ, xin của mấy sư cô, rồi tới đó thì mình có cái để mặc. Chứ còn sư rất tiếc là ban tổ chức hiện chưa có y tu nữ để cho các vị nữ đăng ký, còn nam thì đăng ký thoải mái. Khóa tu xuất gia gieo duyên chỉ cái quy mô thì chỉ có 100 vị thôi, cho nên là đăng ký sớm, nếu không thì sẽ khóa sổ. Còn cái chuyện mà cái nơi nào thiền sinh được đi không được đi thì cái thảm đỏ này quý thiền sinh có thể đi bình thường, không có vấn đề gì cả. Những nơi mà không có nên là những nơi mà chư tăng hành tăng sự á. Thí dụ như ở ở đây thì cái khu vực là cái thảm đỏ ở trên đây nè, thì chúng ta không có nên đi lên. Hoặc chánh điện cũng có khu vực quý vị sẽ thấy là rào chắn hơi đặc biệt dành riêng cho chư tăng cư sĩ cũng không nên đi lên. Còn ngoài ra thì không có vấn đề gì. Khóa xuất gia gieo duyên thì đương nhiên chuyện ăn uống là sư sẽ lo, tức là buổi trưa đó thì vẫn sẽ đăng ký bếp ăn công nghiệp để lo cho quý thiền sinh. Nhưng mà buổi sáng á, thì sẽ có một điều đặc biệt như thế này, là sáng 6 giờ tất cả tăng ni, tức là những vị xuất gia gieo duyên á, sẽ ôm bát đi khất thực. Chính vì lẽ đó thì sẽ không có sự lựa chọn thực phẩm, là đúng như thời Phật á, có gì ăn cái đó. Cho nên khóa xuất gia gieo duyên sẽ không có sự lựa chọn thực phẩm chay hay tùy hỷ, mà tất cả đều là tùy hỷ. Nói trước để cho quý vị có sự chuẩn bị tâm lý. Và do sư cũng không chắc là quý vị đi khất thực như vậy cái phước mỗi người như thế nào. Người có phước thì sẽ được nhiều thực phẩm sáng, còn người không có phước thì sẽ không có. Và để tránh sự dư thừa thực phẩm thì trong những ngày đầu sư sẽ là đặt sẵn mấy cái thùng mì tôm để quý vị đi về mà mình phước mình chưa có thì mình sẽ có mì để ăn sáng. Còn ngoài ra các những ngày tiếp theo thì sư sẽ tùy tình hình và xem xét là có đặt bếp ở đây nấu ăn sáng hay không. Nhưng mà mình đã đi khất thực á, thì nên đi nhờ cái phước của mình khi mình xuất gia gieo duyên. Như vậy nó sẽ có ý nghĩa hơn. Và như sư nói đó, mình không có sự lựa chọn, ai cúng gì mình dùng cái đó. Cho nên là những vị mà có cái nhu cầu ăn chay thì sẽ phải lưu ý cái đó. Ở đây là chúng ta sẽ không có chay mặn gì cả. Trong lúc ngồi thiền, con có quan sát thấy là khi con đặt hơi thở tại một điểm nào đó trên cơ thể như đầu mũi hoặc vành mũi dọc từ đỉnh đầu xuống thì con thấy con bị lắc lư, sau đó con đưa tâm mình chỉ thuần quan sát luồng khí của hơi thở, khi nào có cơn đau thì quan sát cơn đau, thả lỏng toàn bộ cơ thể để nó qua đi, và con thấy mình nhận biết được mọi thứ kể cả âm thanh bên ngoài. Con không biết con có đang thực tập chắc có đúng không? Rồi, thứ nhất là sư nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta theo dõi hơi thở, tránh việc theo dõi dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở, ví dụ như đầu mũi
hoặc là ở ngay huyệt nhân trung, hoặc là trong mũi. Bởi vì như thế đó, chúng ta sẽ phóng đại các cảm thọ. Cho nên là chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ở bên ngoài cơ thể, cái điểm bên ngoài cơ thể thôi. Thì như vậy á, chúng ta sẽ tránh được việc ngồi thiền bị lắc lư. Tại vì khi mà chúng ta theo dõi hơi thở mà chúng ta dựa trên cảm thọ, nó sẽ làm cho cái phong đại đó nó bị lớn mạnh, nó sẽ làm cho thân thể lắc lư, cho nên tránh cái đó. Hơn nữa, ngồi thiền thì có trong trường hợp này có thể mở mắt ra. Việc thực hành quán cảm thọ thì buổi sáng sư đã có hướng dẫn rồi, cho nên là quý vị chỉ cần thực hành theo sự hướng dẫn của sư, xem các cảm thọ nó như thế nào thì ghi nhận nó như thế đó và biết rõ đặc tính của các cảm thọ. Thưa sư, nhờ sư chia sẻ giúp con, vô thường là gì, vô ngã là gì, ngã mạn là gì, chấp ngã là gì, bản ngã là gì. Nếu được nhờ sư giúp con một số ví dụ để dễ hiểu hơn. Vô thường là sự thay đổi liên tục của các pháp. Ví dụ như cơn đau, nó không ở yên một chỗ mà nó thay đổi liên tục cường độ của nó đó. Khi thì nó giảm, khi thì nó tăng, khi thì nó biến mất. Thì cái sự biến đổi liên tục của các pháp đó chính là sự vô thường. Khi mà chúng ta nghiên cứu kỹ hơn thì chúng ta thấy là ngay cả cái thân thể của chúng ta đó, các cái tế bào nó cũng hoạt động liên tục. Cho nên nó thay đổi liên tục thì đó chính là sự vô thường. Vô ngã tức là khi chúng ta dùng trí tuệ quán quan sát và thấy rõ rằng ở đây đó chúng ta được cấu tạo bởi vô số thành phần tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Ở đây không có một cốt lõi nào, không có một thực thể nào để chúng ta thấy có một cái tôi hoặc là của tôi ở trong đó. Thì đó chính là sự vô ngã, tức là bản chất của việc không có cốt lõi, không có một cái gì thường hằng bất biến. Ngã mạn là khi chúng ta so sánh với đối tượng khác, tức là chúng ta so bằng, so kém, so hơn, chia ra làm chính. Tức là mình bằng người cho là mình hơn người, mình bằng người cho là mình bằng người, mình bằng người cho là mình thua người đó. Rồi mình hơn người cho là bằng người, hơn người cho là thua người, hơn người cho là hơn người. Rồi thua người cho là thua người cho là bằng người, thua người cho là hơn người. Tổng cộng có 9. Tức là khi chúng ta so sánh mình với người khác thì đó gọi là ngã mạn. Thì trong cái ngã mạn đó có cái là quá mạn, tức là sự tự hào, tự mãn, tự kiêu một cách thái quá về cái xuất xứ của mình, về dòng tộc của mình, về những điều kiện vượt trội của mình, thì nó gọi là quá mạn. Còn tăng thượng mạn có nghĩa là chưa chứng mà nghĩ là mình đã chứng, chưa có chứng đắc mình nghĩ là mình đã có chứng đắc, chưa chứng thánh nghĩ là mình đã chứng thánh, thì đó là tăng thượng mạn. Ti liệt mạn có nghĩa là sự tự ti khi mà so sánh mình với người. Chấp ngã tức là chúng ta cố chấp bám chắc rằng có một cái tôi, có một cái ta, và chúng ta xem đó chính là tối thượng, là duy nhất. Còn bản ngã là cái tôi, cái ta đó. Chúng ta cho rằng có một cái tôi, có một cái ta nằm ở trong đây.
Và bởi vì Đức Thế Tôn chỉ rõ là bản chất của chúng ta vốn dĩ là một tổng hợp, một khối lắp ráp. Ở đây có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì là vô thường là khổ thì không thể xem đó là ta, là của ta. Thưa sư, cho con hỏi, khi ta tu tập không có tiền mà nghe cha mẹ đau bệnh thì chúng ta lấy đâu ra tiền để lo? Mà không lo được thì ta lúc đó có phải mang tội bất hiếu không? Xin sư hoan hỷ trả lời. Khi mình đi tu thì mình tu nhờ phước. Vui một tí là sư tổ chức khóa thiền này ban đầu là không có thí chủ. Sư tổ chức không có thí chủ. Nhưng mà nhờ quý thiền sinh tu tập, nhờ sự tu tập đó, hội chúng này có phước. Và cái phước cho nên rất nhiều vị hoan hỷ với hội chúng, và các vị đó hùng phước với khóa thiền. Khi chúng ta đi tu cũng thế, chúng ta tu là nhờ cái phước. Nếu như mà chúng ta tu tập nghiêm túc thì chư thiên sẽ ủng hộ, và cái phước của chúng ta sẽ trổ, thì chúng ta sẽ được thoải mái về mặt vật chất. Tuy nhiên nếu như chúng ta tu mà chúng ta chăm bẩm để mà kiếm tiền, mình lo tu mà mình trong đầu mình chỉ nghĩ đến cái chuyện là kiếm tiền, thì sư đảm bảo là đời tu của chúng ta sẽ rất khổ. Mình tu để giải thoát, tự nhiên phước nó trổ. Còn mình tu để kiếm tiền là tự nhiên quả báo nó trổ. Quả báo đây là quả bất thiện. Thì khi đó chúng ta sẽ không lo được cho mình, huống chi lo cho người khác. Và sư hứa với quý vị là quý vị đi tu mình không cần phải lo lắng về cái chuyện đói no. Nếu mà quý vị đi tu mà tu với sư mà quý vị đói thì sư lo cho quý vị. Bởi vì sư tin là chúng ta tu mà đúng đắn chúng ta sẽ có phước. Nếu như quý vị không có được cái no khi mà mình tu do phước của chính quý vị thì quý vị sẽ có nhờ phước của sư. Mà nếu như quý vị không có nhờ phước của sư thì sẽ có nhờ phước của Tam Bảo. Cho nên cứ yên chí cái đó, đi tu không sợ đói. Còn cha mẹ bệnh hoạn thì đó nói nó hơi kỳ, là nghiệp của cha mẹ. Nếu như chúng ta thương cha mẹ thì chúng ta có thể khuyến khích cha mẹ chúng ta đi tu. Còn nếu không thì chúng ta có khả năng bao nhiêu thì chúng ta lo cho cha mẹ của chúng ta bấy nhiêu. Quý vị đi ra ngoài, quý vị lo đi làm, kiếm tiền, nuôi cha mẹ, thì cha mẹ vẫn sanh tử như thường. Bản thân chúng ta ra ngoài kiếm tiền đi làm, con đường sanh tử của chúng ta còn chưa chắc chắn, nói chi đến cha mẹ. Chết rồi, nói nó hơi kỳ, không lẽ mình ôm cha mẹ mình cùng sa đọa đi xuống hay sao? Cái chữ hiếu trong đạo Phật nó có ba. Thứ nhất là hiếu bậc hạ, là chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng, lo lắng về mặt vật chất cho cha mẹ, thì đó chính là hiếu bậc hạ. Đây là cái mà bình thường cư sĩ vẫn làm, mà thường thì rất khó có ai mà trọn vẹn được chữ hiếu bậc hạ này. Cái thứ hai là hiếu bậc trung, là cha mẹ chưa có giới hạnh, chưa có giữ giới, giúp cho cha mẹ giữ giới. Cha mẹ bỏng sẻn, giúp cho cha mẹ bố thí. Cha mẹ chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo.
cha mẹ tà kiến giúp cha mẹ có chánh kiến, đó là hiếu bậc trung. Hiếu bậc thượng là mình xuất gia lo tu học. Khi nào mà mình chứng đắc được đạo quả thì mình có thể quay về độ cha mẹ. Hiếu bậc hạ chỉ lo cho cha mẹ đời này, không lo cho cha mẹ đời sau. Cho nên dù anh có nuôi cha mẹ như thế nào cũng chỉ là hiếu bậc hạ, cha mẹ sanh tử vẫn không biết được. Hiếu bậc trung là mình lo cho cha mẹ đời sau được đảm bảo, tức là được sanh thiên, đi về cõi người, cõi trời, cho nên gọi là hiếu bậc trung. Hiếu bậc thượng là mình lo con đường sanh tử của cha mẹ, đi đến sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Người lính khi mà đi ra chiến trường thì họ bỏ lại mẹ già, bỏ lại con thơ, bỏ lại gia đình. Tại sao không ai nói người lính đó bất hiếu? Bởi vì người lính hy sinh cái riêng để lo cái chung, hy sinh chính mình. Thì người xuất gia cũng như vậy, cũng hy sinh cái tình cảm thường tình, tình cảm cá nhân để lo cho cái chung, lo cho cái lớn lao hơn. Đó chính là sự chấm dứt hoàn toàn cái khổ, và sau đó có thể lo cho chính người thân, cho chính cha mẹ của mình. Cho nên với người thường, người ngoài nhìn vào thì không hiểu. Họ nói là tại sao mình không đi làm kiếm tiền trong khi cha mẹ bị bệnh. Nhưng mà khi mình xuất gia đó, mình không chỉ lo cái chuyện bệnh của cha mẹ, mà mình lo con đường sanh tử luân hồi cho cha mẹ. Nó vượt hơn rất nhiều nha. Nó trị gốc, trị dứt cái gốc rễ của sanh tử luân hồi. Cho nên là quý vị không cần phải lo. Nếu cần, chúng ta có thể hy sinh cái trước mắt để lo cái lâu dài. Cho nên việc quý vị xuất gia đó không phải bất hiếu, mà nó là đại hiếu. Bạch sư, sư cho con hỏi, trước giờ con hay đi chùa lễ Phật, cầu Phật A Di Đà, Phật Dược Sư và Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ con đi thiền theo Phật giáo Nguyên Thủy, vậy về nhà con vừa hành thiền vừa theo các vị Phật và Bồ Tát, con vẫn theo như trước đây được không ạ? Liệu con có bị rối loạn khi theo nhiều Phật không? Như vậy có được không? Xin tri ân công đức sư. Có nghĩa là hiện tại quý vị đang bị rối đấy. Mình còn chưa phân biệt được đâu là vị Phật có thật của lịch sử, đâu là vị Phật tôn giáo, vị Phật của niềm tin, được tạo dựng ra để phục vụ niềm tin cho quần chúng. Chúng ta vẫn chưa phân biệt được. Khi mà quý vị học đạo, học giáo lý kỹ rồi, quý vị sẽ phân biệt được. Chính vì lẽ đó, các sư theo Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thờ đúng mỗi một vị Phật Thích Ca là vị Phật có thật trong lịch sử, không phải là một vị Phật của niềm tin, vị Phật tôn giáo. Nói về Phật giáo phát triển là chúng ta nói về hệ thống của những lớp ẩn ý ở đằng sau và những biểu tượng. Ở đó đó, trí tuệ, trí tuệ là trí panh nha, trí tuệ quán đó, thì được hình tượng hóa, nhân cách hóa thành một vị Bồ Tát, và chúng ta gọi đó là Văn Thù Sư Lợi. Quý vị thấy là cái hình tượng là ngồi một vị cầm thanh gươm và ngồi trên con sư tử. Thanh gươm là tượng trưng cho sự sắc bén của trí tuệ, có thể cắt đứt phiền não. Con sư tử là tượng trưng cho tiếng rống của con sư tử, tức là cái tiếng rống của giáo pháp. Cho nên hình tượng Văn Thù Sư Lợi là sự nhân cách hóa của trí tuệ quán. Còn sự tinh tấn không thối chuyển, không lùi bước thì được nhân cách hóa thành hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát.
là biểu tượng của một người ngồi trên con voi, tượng trưng cho sự tinh tấn đi tới không thối chuyển. Rồi bốn đức tánh từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm á, được nhân cách hóa thành biểu tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Giống như ở ngoài cái tình yêu thì được biểu tượng thành cái hình trái tim hoặc là hoa hồng, còn con chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình và sự tự do. Cũng giống như nữ thần tự do chỉ là biểu tượng, hình tượng là nữ thần là ôm một quyển sách tay cầm bó đuốc, là cái sự tự do đó biểu tượng cho trí tuệ. Bó đuốc là sự thắp sáng, còn cái quyển sách là tri thức, tức là sự tự do là nhờ vào tri thức nó sẽ thắp sáng, rọi sáng con đường đi, thì đó gọi là biểu tượng. Cho nên nếu như có một nhân vật nào đó tự nhận mình là nữ thần tự do thì người ta sẽ cười, bởi vì thiên hạ biết rõ đây chỉ là biểu tượng được dựng lên để một cái sự tượng trưng thôi. Khi quý vị nghiên cứu về Phật giáo phát triển thì chúng ta cần hiểu đó là một hệ thống gồm những biểu tượng, chứ còn không phải là một nhân vật là bằng da bằng thịt là đã từng xuất hiện trong lịch sử, thì không phải như vậy. Thưa sư, có lần con nghe sư giảng là không nên ăn trứng vịt lộn đã nấu chín, sư giải thích rõ cho con được không? Tại vì á, cái trứng vịt lộn mà mình mua ở ngoài á, thì nó thường là nó chưa có được nấu chín sẵn, mà mình cái trứng đó là khi ấp á, nó tới ngày rồi mà nó chưa nở, thì người ta dọn nó qua một bên luôn để người ta làm mẻ mới, thì người ta gọi đó là trứng vịt lộn. Thì một số trong số đó là nó vẫn còn sống chứ nó chưa chết, chẳng qua là nó cần thêm một thời gian để nó nở thôi. Nhưng mà khi công nghiệp á, là người ta dẹp qua một bên thì mình gọi là trứng vịt lộn. Cho nên là chúng ta ăn thì khó mà tránh khỏi cái việc là mình nấu một sinh vật còn sống, nó sẽ dính vào cái giới sắc sanh, cho nên là mình tránh cái đó. Còn một số cái trứng mà cái loại mà ở trong là lòng đỏ với lòng trắng, nó quyện vào nhau thành một cái cục màu đỏ đó, thì cái đó mình biết chắc là nó chết rồi, thì cái đó ăn thì không vấn đề gì. Còn nếu như quý vị có điều kiện mà mình sôi cái trứng để biết là trứng có sự sống hay không thì cái đó tùy ha. Con chào sư, sư cho con hỏi, nếu đạo của người là Phật vậy, trong hơi thở của người có hơi thở của Phật không? Ý của con là từng nhịp thở của sư luôn tồn tại hơi thở của Đức Phật. Ai nói? Sư không có khiển trách hay là sư chế nhạo quý vị đâu. Mà khi mình đọc bất kỳ cái gì hoặc mình nghe bất kỳ cái gì, hãy suy tư, ai nói, nó ở đâu. Bởi vì cái câu này đó, đạo của người là Phật, cái câu đó không hề có trong kinh tạng lẫn chú giải, Đức Phật không hề dạy. Như vậy đây là một câu mà một vị nào đó tự ý chế ra, thì cái việc giải thích là cái quyền của vị đó, chứ không phải là đẩy trách nhiệm qua sư. Ai sáng tác thì để cho vị đó lãnh trách nhiệm. Cho nên á, bây giờ mà sư nói thì chẳng khác nào là sư tự suy diễn. Quý vị hiểu không? Tức là nó giống như quý vị có nhớ cái câu chuyện cười mà
hai người á, đi thì có một ông á, ổng thách cưới con gái của ổng, thách cưới cho con gái ổng, thì ảnh gặp một chàng thanh niên, thì ảnh ổng nhìn thằng đó, ổng đưa ra ba ngón tay, thì thằng này đưa ra năm ngón tay, ổng gật đầu, ổng xoa cái bụng, thì thằng này đấm cái lưng, ổng gật đầu, ổng đội nó, ổng xoa cái đầu, thằng này dậm cái chân, ổng gật đầu, ổng gả con gái cho. Thì người khi mà bằng nhậu á, người ta hỏi ổng sao mà hay chọn thằng rể sao mà hay, thì ổng nói thằng này thông minh, bắt đầu ta đưa ba ngón tay, ý là tam quy, nó đưa năm ngón tay có nghĩa là ngũ giới, thằng này giỏi. Cái thứ hai xoa bụng, tức là ta nói là bụng chứa binh thư, nó đấm lưng, nó ý nó là lưng đeo bảo kiếm, đối quá chuẩn. Rồi cái thứ ba, ổng vỗ đầu nó dậm chân, thì ổng nói là đầu đội trời, mà nó dậm chân ý là chân đạp đất, thì phải nói là thằng này là nó thông minh tuyệt đỉnh, cho nên gả con gái cho là đúng rồi. Thì đám cưới đêm động phòng, thì cô vợ cổ thủ thỉ nói anh sao anh hay vậy, ông cha ông khó vậy mà anh giải đố được, anh cưới được em. Thì ảnh nói thì có gì đâu, thì anh là trân châu. Thì ông bố vợ ông đưa ba ngón, thì ông ý ông hỏi là 3 giờ chiều mày trân châu về phải không, thì anh đưa năm ngón, không, 5 giờ chiều là anh mới đi về. Rồi ổng xoa bụng, ý ổng hỏi là châu ăn có no không, nó thì anh mới vỗ cái lưng, có nghĩa là no cành hông luôn á. Rồi ổng vỗ đầu, ý ổng hỏi là đi chăn châu có đội nón không, thì anh không có đội nón, anh dẫm chân, ý là anh không có đội nón mà anh có mang dép đó. Thì chúng ta toàn bộ là sự hiểu lầm nhau thôi. Cho nên á, cái câu này mà bác sư giải thích thì chẳng khác nào là sư giải thích mà có giống với ý của cái người chế ra câu này hay không, nó mới quan trọng. Mắc công là đó, bên đưa ba ngón bên đưa năm ngón thì nó kỳ cục lắm, cho nên là sư xin cáo từ cái câu này ha. Kính thưa sư, công đức và phước đức có khác nhau không? Trong cái câu mà hồi hướng á, y đăng quạt mê bùn nhăn, thì cái bùn nhá đó chính là cái phước của mình, tức là công đức cũng được mà phước đức cũng được. Cho nên là cái từ bùn nhá đó, mình muốn dịch là công đức cũng được, muốn dịch là phước đức cũng được, không có khác nhau ha. Dạ thưa sư, cho con hỏi khi nào thì việc xuất gia sẽ hợp thời? Lời khuyên của sư cho người có ý định xuất gia, theo luật người trưởng thành khi xuất gia có sự đồng ý của bố mẹ không? Đức Phật quy định là khi xuất gia, dù bao không có kể là bao nhiêu tuổi, nhưng có cha mẹ thì cần sự đồng ý của cha mẹ. Nếu không được sự đồng ý của cha mẹ thì có thể xuất gia nếu được sự đồng ý của người thay thế được cha mẹ, ví dụ như anh cũng được, hoặc là người thân trong gia đình cũng được, miễn là có người bảo lãnh. Như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, thì khi ngài xuất gia đó, thì khi đó Đức Phật chưa chế định ra giới luật, nhưng mà sau khi Đức Phật chế định ra giới luật rồi, người em út của ngài đó, thì khi trốn mẹ đi xuất gia thì chưa được mẹ đồng ý, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài thay mặt phụ huynh đồng ý cho người em út của mình đi xuất gia. Cho nên là chúng ta chỉ cần một người trong gia đình đồng ý và đại diện là chúng ta có thể xuất gia được rồi. Xuất gia thì nhỏ nhất là 7 tuổi, lớn nhất thì không hạn chế. Tuy nhiên sư có lời khuyên là chúng ta nên có bằng tốt nghiệp phổ thông, tức là hết lớp 12, bổ túc cũng được, nhưng mà học cho xong, để sau này chúng ta không bị rắc rối cái giấy tờ.
Bởi vì khi mà chúng ta làm tăng tịch nè, hoặc là chúng ta có nhu cầu đi học lên nữa đó, đôi khi có yêu cầu bằng phổ thông mà chúng ta không có thì trở ngại rất là nhiều. Các vấn đề còn lại khi mà xuất gia thì quý vị có thể tham khảo cái một loạt cái video chủ đề xuất gia của sư ở trên YouTube Sư Hạnh Tuệ đó. Thì bởi vì có nhiều cái bây giờ sư không có nghĩ tới, nhưng mà ở trong cái loạt video đó thì sư có giải thích tường tận là khi xuất gia như vậy thì mình tu cái gì, mình học cái gì, rồi cái thời khóa hành trì của mình như thế nào, vân vân. Có một cái bây giờ sư nhớ là cái giới LGBT thì hiện tại là không được xuất gia ha. Còn khi nào á quý vị có lòng xuất gia thì đều có thể xuất gia, nhưng mà nhớ cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện. Và sư có lời khuyên như thế này nè: tránh thái độ vội vàng khi xuất gia. Sư đã trải qua nhiều việc rồi, cho nên là sư đúc kết kinh nghiệm là khi vào thì các sư sẽ quan sát xem cái người này có phù hợp hay không. Đôi khi quý vị vào không phù hợp với cái phong cách của các sư ở chùa, thí dụ như là không phù hợp với sư, thì sư làm sao tế độ được quý vị. Giống như cái tánh không hợp với nhau sau này nó sẽ sanh phiền não, thì sư cũng sẽ không nhận. Hoặc cái tánh không hợp là như thế nào? Sư kỵ nhất là thể loại vội vàng. Tức là tôi vào chùa tôi muốn xuất gia là sư phải nhanh cho tôi đắp y càng sớm càng tốt, là sư không nhận. Với sư, xuất gia mình phải học cho đàng hoàng, học kinh, học luật, học cách sinh hoạt, học để ra một ông sư cho nó đàng hoàng, chứ không phải là mình cứ vội vàng đắp lên cái y sau đó hỏng đời tu, sư không nhận đó. Rồi cái thể loại thứ hai sư không nhận là sống lỗ mãng, không có gọi là không có chấp hành giới luật, sống bướng bỉnh, cứng đầu, khó dạy thì sư cũng không nhận. Tức là vào chùa thì học đạo xuất gia với sư cần phải lắng nghe, chịu nghe sự hướng dẫn và rèn luyện mình. Chứ vào chùa sư đâu có cần quý vị vào làm ông nội sư đâu. Cho nên là cái thể loại thứ hai là sư cũng không nhận. Còn vào chùa mà có khuyết điểm một tí đỉnh thì cũng không sao. Nhưng mà cái sự theo dõi sư là đại loại như vậy đó. Thứ nhất là cái thể loại mà vội vàng quá, vô là đòi phải đắp y cho bằng được, bất chấp, là cái thể loại đó sư không nhận, không có kiên nhẫn. Thể loại thứ hai là sống lỗ mãng, cứng đầu, khó dạy, sư cũng không nhận. Thì có thể là đối với sư thì sư hơi khó một tí, nhưng nếu quý vị chịu được cái khó đó, mình sẽ ra được một ông sư đàng hoàng. Tại vì với sư ra một ông sư tốt nó giúp đạo giúp đời nhiều lắm. Còn ra một ông sư mà nó tầm bậy tầm bạ, nó hại đời hại đạo và hại chính bản thân vì đó nữa. Thưa quý sư, có phải khi thiền mà đắc quả thì trước khi đó sẽ sổ ra các thứ như nước mắt, nước mũi, sổ nghiệp ra không? Ai nói? Một lần nữa là sư không có ý trêu chọc quý vị, nhưng mà rõ ràng là cái này trong kinh không hề nói. Mình đừng có nghe người khác đồn thổi suối bậy rồi mình tưởng là mình sổ ba thứ đó ra là chắc mình chứng tới nơi rồi đó, là không có được nghe. Chính vì như vậy đó, sư mới có mặt ở đây để sư hướng dẫn quý vị. Nhiều vị nghe sư hướng dẫn không vui, bởi vì sư bác sạch những cái mà quý vị tự hào,
Tức là mình tu mình thấy có những cái này cái kia nó kỳ lạ, nó hay lắm, mà gặp ông sư Hạnh Tuệ ông nói là tu sai rồi bỏ đi, thì có khi là một số vị sẽ không vui. Nhưng trách nhiệm của sư là phải chỉ cho một vài trường hợp thấy rằng cái phương pháp tu đó là sai lầm, nó không dẫn đến sự chứng đắc mà nó dẫn đến sự điên loạn. Nhiều người á, hướng dẫn thì có thể là vì danh lợi cho nên rất dễ dàng trong việc xác nhận sở chứng của người khác, hoặc là do sự ngu dốt thiếu hiểu biết cho nên rất dễ dàng xác nhận sự chứng đắc của người khác, hoặc do vì một nguyên nhân nào đó mà cũng rất dễ dàng xác nhận sự chứng đắc của người khác. Sư rất cẩn trọng. Người đến học đạo với sư, sư rất cẩn trọng, sư kiểm tra tới kiểm tra lui. Chứ còn mà nói là chứng thì chưa chắc. Sư nói có vị đi tu hành ở Miến Điện nghe, ở một cái thiền viện lớn bên Miến Điện. Ở đó là họ đi tới tứ thiền bát định, họ đi hết rồi. Nhưng mà khi về đây với sư, sư kiểm tra, sư cho khảo chứng một cách cẩn trọng, và sư đưa ra kết luận là vị này chưa đạt được sơ thiền, chỉ là đạt được một chút xíu của cận định thôi. Tức là có chạm được một tí xíu tới cận định, nhưng thời gian ở trong cái cận định đó chưa có lâu dài. Mà đi qua miếng là người ta thổi lên tới tứ thiền bát định. Thành ra tu với sư thì sư rất thực tế và rất cẩn trọng. Cho nên ba cái vụ mà sổ nước mũi, nước mắt, sổ nghiệp ra là sư dám khẳng định là không có trong kinh tạng. Thưa thầy, cho con hỏi cơ duyên nào đưa thầy đến với Phật Pháp? Quý vị có còn nhớ ba hạng ngựa mà sư nói không? Cái hạng đầu tiên thấy bóng rồi là chạy, tức là người mà coi như là thượng căn á, thấy thiên hạ già bệnh chết là rúng động đi xuất gia. Thì như là Bồ Tát của chúng ta, sư không phải là cái hạng thượng căn đó. Cái hạng thứ hai là hạng ngựa mà cái roi nó đánh vào thịt đó, thì mới chịu chạy. Ví như là cái hạng người mà thấy người thân của mình đó, già bệnh chết đi xuất gia, thì sư cũng không phải hạng trung căn đó. Cái hạng hạ căn là tự mình phải trải qua một cái sự khốc liệt nào đó, rồi từ đó mới tỉnh ngộ đi xuất gia. Ví như con ngựa bị chọc cái gậy thúc ngựa vào xương thì nó mới chịu đi xuất gia. Thì sư cũng là cái loại mà hạ căn thôi, tức là bị đời nó đánh cho say sẩm mặt mày đó, rồi sau đó mình mới tỉnh ra và đi xuất gia. Và khi sư đi xuất gia như vậy á, có ý định xuất gia, thì sư tìm hiểu tất cả các cái hệ phái Phật giáo, từ Tịnh độ cho tới Mật tông, rồi Thiền tông, và sau đó là sư quay về Nguyên thủy, Phật giáo Nguyên thủy. Bởi vì sư thấy là Phật giáo Nguyên thủy giảng dạy đúng theo lời dạy của Phật, và trên hết là việc giữ giới, là cái người giữ giới thì sẽ không bị kỳ thị. Cho nên là sư quyết định là chọn Phật giáo Nguyên thủy để xuất gia. Khi mà sư có ý định xuất gia Phật giáo Nguyên thủy, xin thưa là thời điểm đó sư vẫn còn mê cái quyển Kinh Pháp Hoa lắm. Và sư còn dự định là mình tu năm tông mà mình phải thuộc Kinh Pháp Hoa cơ. Nhưng mà nhờ cái cơ duyên cho nên là sư được học lớp kinh tạng của sư Giác Nguyên, cụ thể là lớp kinh Trung Bộ.
cho tới bây giờ sư vẫn biết ơn cái anh tên là anh Giả Quỳ Nguyên Trang. Sư biết ơn ảnh, tại vì ảnh là người, ảnh nói chuyện phím thôi, ảnh không nói chuyện với sư. Mấy anh bạn đạo nói chuyện với nhau, nhưng ảnh có nhắc đến lớp kinh Trung Bộ sư Giác Nguyên. Thì nhờ cái cơ duyên đó mà sư học lớp kinh Trung Bộ. Và khi sư học lớp kinh Trung Bộ như vậy thì sư dẹp kinh Pháp Hoa qua một bên luôn, bởi vì sư thấy đây mới chính là lời gốc của Phật. Đó. Thành ra là đó là cái cơ duyên của sư ấy. Là tu sĩ ăn ở khóa thiền rồi xong lại đi bát nữa có tội không? Thứ nhất á, nếu như mà quá ngọ rồi đó thì không được đi bát nữa. Cái thứ hai là mình đã trai tăng ở nơi này rồi thì mình không được phép trai tăng ở chỗ khác nữa, cụ thể là không được đi bát nữa. Thì ở đây á, ở khóa thiền thì mình ăn thì xem như là mình đã, ở đây là gọi là trai tăng đặt bát cúng dường rồi. Thì khi mình đã nhận ở đây rồi thì mình không được đi chỗ khác nữa. Mà cái tội ở đây á, thì là thuộc về tội có thể sám hối, cho nên là lời khuyên của sư là không nên như vậy ha. Kính thưa sư, xin sư giải thích về sát na định. Con kính tri ân sư. Sát na định á, là những cái định chúng ta ai cũng có, là cái khoảnh khắc mà chúng ta tập trung thì đó gọi là sát na định. Ai cũng có hết. Ví dụ như khi chúng ta đóng một cây đinh thì chúng ta phải tập trung vào cây đinh để chúng ta đóng, thì đó cũng là sát na định. Khi chúng ta nghe pháp, chúng ta tập trung để chúng ta lắng nghe thì đó cũng là sát na định. Nhưng mà do những cái định trong khoảnh khắc ngắn như vậy đó, nó không có kéo dài. Còn khi mà chúng ta hành thiền á, là chúng ta kéo, nỗ lực kéo dài để những cái khoảnh khắc tập trung đó được liên tục càng nhiều càng tốt. Gọi là chúng ta làm cho những sát na định đó xuất hiện càng nhiều càng tốt. Thành ra quý hành giả hành thiền bị phóng tâm thì đừng có lo, bởi vì nhiệm vụ của mình không phải là sợ cái chuyện phóng tâm, mà mình tập trung, mình làm cho những khoảnh khắc mình có thể tập trung càng nhiều càng tốt. Mà khi chúng ta có thể tập trung nhiều sát na định đến một mức độ nhất định rồi, thì khi đó những cái suy nghĩ bên ngoài nó không chen vào được nữa. Và những cái khoảnh khắc sát na định đó nó liên tục, thì khi đó chúng ta đạt được cận định. Kính thưa sư, ly dục và ly tham khác nhau như thế nào? Xin sư hướng dẫn thực hành ly dục và ly tham cho cuộc sống của cư sĩ tại gia. Ui cha. Ly dục và ly tham á, là như nhau. Tại vì tùy chỗ mà mình dùng cái chữ khác nhau thôi, nhưng thực tế là cùng nói về một việc. Đời sống của cư sĩ mà ly dục ly tham thì rất khó. Chúng ta chỉ có thể thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ là được rồi. Nghĩa là chúng ta biết được chừng mực, đừng có quá lố, đừng có quá nhiều. Đừng vì việc, đừng vì cái lòng tham dục của mình á, mà làm những điều phi pháp. Đừng vì kiếm tiền mà mình hại mình, hại người. Đừng vì lòng ham muốn mà mình vi phạm năm giới của người cư sĩ tại gia. Đừng vì kế sinh nhai, mang danh nuôi gia đình, mà mình làm những nghề nghiệp bất thiện, gọi là tà mạng. Thì đó tạm chấp nhận đối với hàng cư sĩ. Chứ còn hàng cư sĩ mà muốn ly dục á, thì cần phải thọ trì bát quan trai giới.
Trong Bát Quan Trai Giới có những giới hướng đến sự ly dục. Thứ nhất là không hành dâm, là cắt đứt cái dục nam nữ. Rồi không múa hát thổi đờn kèn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa, là tránh cái sự phóng dật của những thứ giải trí và của sự trang sức. Rồi không ăn sái giờ, là cũng tránh cái sự ăn uống quá độ. Rồi cái việc không nằm giường cao và xinh đẹp, nó cũng thuộc về cái dạng thiểu dục, là tránh đi sự hưởng thụ. Cho nên người cư sĩ mà muốn ly dục á, thì cần phải thực hành Bát Quan Trai Giới. Bạch sư, ngồi thiền và đi thiền có tác dụng thực sự là gì? Con chưa hiểu bản chất của vấn đề. Con có biết hơi thở ra và hơi thở vào để không suy nghĩ linh tinh miên man, như vậy có phải là cách của người chăn bò không ạ? Định nghĩa của Đức Thế Tôn về sự tỉnh giác á, là vị tỷ kheo vào ban ngày nỗ lực diệt trừ những ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào canh đầu của đêm, nỗ lực diệt trừ những pháp ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào canh giữa của đêm, vị ấy có niệm nằm nghiêng về bên phải với chủ ý ta sẽ thức dậy. Vào canh cuối của đêm, vị ấy thức dậy, nỗ lực diệt trừ các pháp ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Tức là việc đi thiền và ngồi thiền là cách thức, là phương pháp để chúng ta diệt trừ những ô nhiễm trong tâm. Còn chúng ta dẹp bớt những suy nghĩ linh tinh á, thì đó chỉ là tác dụng của định thôi. Còn để thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải quan sát, thấy rõ bản chất của thế gian này là gì. Đó là cái mà mấy hôm nay sư đã giảng cho quý vị. Thấy rõ bản chất của thế gian đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. Và cái gì đang xuất hiện thì chúng ta nhìn thấy rõ nó như thế ấy, không thêm bớt. Dân gian có câu tu nhà, tu đường, tu chợ mới đến tu chùa. Sư giải thích cho con câu đó. Tức là người ta nói thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Một lần nữa thì sư lại hỏi như cái câu trước, cái này ai nói? Kinh không hề nói, Phật không hề nói. Cái này là dân gian nói. Mà dân gian thì có đúng có sai. Tại vì dân gian không phải là thánh. Mình đừng có nghĩ là những câu ca dao tục ngữ, rồi những câu được gọi là ông bà xưa nói vậy, là ông bà mình cái gì cũng đúng hết. Những cái mà cũng của ông bà xưa đó, bây giờ khi chúng ta quyết định bỏ thì chúng ta gọi đó là hủ tục. Còn cái gì mà chúng ta quyết định giữ thì chúng ta gọi đó là tập tục. Chứ thực tế nó đều là quan điểm xưa hết. Mà bây giờ có quan niệm chúng ta bài xích, chúng ta bỏ, có quan niệm chúng ta giữ lại, có nghĩa là những cái quan niệm xưa có cái đúng có cái sai. Như cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, thì sư chỉnh lại cho nó giống. Chỉnh lại cho nó giống. Khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tức là tu tại gia là khó nhất. Bởi vì tại gia đó,
chúng ta bị luyến ái gia đình, vợ chồng con cái, rồi công ăn việc làm, vân vân. Cho nên tu tại gia là khó nhất. Thứ hai, tu chợ là mình bỏ được cái nhà rồi đó, nhưng mà mình còn lăn xăng ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ còn nào là tiếng bán buôn, được mất hơn thua. Nhưng bỏ được cái nhà rồi thì nó cũng dễ hơn. Thứ ba, tu chùa là tức vào chùa chúng ta bỏ đi hoàn toàn những cái rắc rối, những cái ô nhiễm, những cái thế tục. Thì khi đó đó, đời tu của chúng ta mới phát triển được. Cho nên việc tu ở chùa nó được đủ mọi điều kiện thuận lợi, nó không bị trói buộc. Nó giống như một người mà khỏe mạnh thì tốt nhất là người ấy có sự phòng hộ. Ví dụ như dịch Covid vừa rồi, đi ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang, phải sát khuẩn, phải tránh chỗ không người. Thì đó là mình tự bảo vệ mình và cũng bảo vệ gia đình của mình. Chứ còn mình không thể nào nói là bây giờ tôi không đeo khẩu trang, tôi không sát khuẩn, tôi cứ thích tụ tập đông người, mà tôi không dính Covid nó mới giỏi, hoặc tôi dính mà tôi không chết nó mới giỏi. Chứ còn bày đặt đeo khẩu trang, sát khuẩn, tránh chỗ đông người, vậy đâu có giỏi. Vậy dễ quá rồi. Tôi nè, tôi không đeo khẩu trang, tôi không sát khuẩn mà tôi không dính hoặc dính không chết, cái đó tôi mới giỏi. Thì quý vị thấy cái đó là khôn hay dại? Sư thấy là dại. Cái việc tu cũng vậy. Mình nói ở tại gia mà mình tu được thì đó mới là giỏi. Thì đúng, anh tu được, anh giỏi lắm. Nhưng mà nói dễ hơn làm. Cho nên khó nhất là tu tại gia. Thứ hai, tu chợ. Thứ ba, tu chùa. Tu chùa có nhiều điều kiện thuận lợi. Còn tu tại gia mà mình muốn chứng đắc thì hơi ngây thơ. Thì hôm nay chúng ta vấn đáp tới đây, và xin chia đều công đức này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.